Nói gì được, Võ Xuân Huấn. Đây có phải là một chợ chim không? Chợ chim online đấy. Chào Vũ Văn Tuấn, chào Võ Xuân Huấn. Nguyễn Văn Quấn, chào Lê Tuấn Nguyễn. Tử Quang. Hôm nay đốm đầu rồi, em này tôi ra ràng, em này gì đây, em này là đánh gù rồi, mã số T1, em này cũng ok, 6 tháng tuổi, bắt đầu gù mái trống, đấy, em này thì thuần hóa, không gì đấy, gù à, dậy đi, nó em này thì gì đây, em này ai hôm nay thì ác thế này, có con nào thổ bầu chơi hay không cho xem video quảng cáo thương hiệu đi. Nói đến chim cô gái hay chắc là ai cũng biết rồi, mình đi về quảng cáo. Ok, bạn Lượng Thanh là bạn nào này, cái logo quen lắm. Mai Chí Công, xin chào Mai Chí Công. Đi đây, hôm nay các bạn có đi chợ không? Bạn nào chưa tìm được con chim cho mình để chơi thì các bạn đi chợ đi. Đây này. Ok. Này. Phần đẹp to. Đặc biệt là bạn nữ nào chưa có chim to thì mua chim to cho chồng. Bạn nữ mà mua chim cho chồng đấy là một cách để các bạn chiều chồng tốt đấy. Đó, em này nữa. Em này đang hơi hơi đau mắt, đang bôi thuốc. Đấy. Vì vào Phú Yên được không? Vào tận Phú Quốc được, cái Phú Yên là cái gì? Vào tận miền Tây. À, anh hai lúa, à, anh ba Sài Gòn, chuyển hết. Văn phòng tại bến xe miền Đông, chỗ nhà xe anh Chuyên. Chào Trường Sơn. Con gù mái giá bao nhiêu? Thấp nhất là 1 triệu, nhiều nhất là 5 triệu. Ok, ui rồi 65 trái tim thế này, cảm ơn các bạn. Sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, bạn An Trần. Bạn Hiếu Phùng. Bạn Nguyễn Xuyển. Nếu như các bạn còn yêu thích chim cô gái, các bạn có thể chia sẻ giúp cái livestream này cho một vài trên tường của các bạn thì tôi sẽ rất là cảm ơn các bạn. Là vì tôi muốn mọi người biết đến để các bạn không phải đi đâu xa, các bạn tìm cho mình một cái chim, tính là chợ chim online là thuộc về gọi điện anh chả nghe. Ok, đúng rồi, mình rất xin lỗi bởi vì cái gói sim thì có mỗi một mình, bây giờ mình cứ vừa cho chim ăn, vừa bán chim, vừa quay trực tiếp, vừa làm clip video, nó rất là nhiều việc, và xã hay làm công chức rất là đi suốt ngày, mình không có một mình làm đến đâu biết đến đấy thôi. Đó đây đây chim đấy bạn thấy không? Ok, nếu các bạn gọi điện mà không nghe, các bạn nhắn tin rõ ràng cái nội dung mà cần cái khẩn thiết thì tôi sẽ ưu tiên, tôi sẽ gọi lại, bởi vì tôi cũng rất muốn là được nói chuyện nhiều với các bạn. Chị Xuân Hùng, à, chào chú chị Xuân Hùng, dạo này thì tay lái vẫn cứ ok chứ? Cô này thường ép ok quên đây thường này. Đó, không biết mấy con trẻ than của Hùng tình trạng thế nào rồi. Hiếu, NK, Nguyễn Thành, Minh Thành. Có Hùng chia sẻ giúp anh Thao cái livestream này cho mấy anh em dân lái xe biết cái xe nào. Lâu lắm rồi chẳng livestream quay số trúng thưởng nên ra quấn ít quá. Anh em đã bao cho cái này. Như này chẳng nghe được cái giọng. Em ạ. Ok. Đó. Mình sẽ giới thiệu qua nhé. Bạn nào mới chơi thì chơi con này này. Con này là mình ký hiệu là lô 1, L1 đó. Đây là nó giai đoạn này là giai đoạn là 4 tháng tuổi. Với cái giá sàn của nó, nếu một con nào giọng hay nó giao động dưới 1 triệu. 1 triệu đổ lại thôi. Đó. Nếu các bạn nào mới chơi, xin bố mẹ bảo bạn nào mới chơi có thể là tham khảo cái mã mã L1 này. Đó. Chào bạn Vũ Văn Hiền, chào Huấn Phạm.
Ok, 19 rồi, 19 vạn quân rồi bạn ơi. Bạn share lên cho mình 50 vạn thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn cái em là đây là hết hàng thứ nhất nhá. Bách Đăng Bùi. Ok, Vũ Văn Hiền. Ok, chào các bạn. Đây. Em này đi. Tụt xuống có 16 quân rồi, ok. Đây. Ok. Đang này là hàng hàng thứ nhất. Đây là hàng thứ hai. Đấy. Đây là chợ chim online nhé các bạn nhé. Đấy, đúng rồi. Giới thiệu với các bác, đây là em này là em T2 đấy. Em này khá là thân thiện, đuôi dài. Rồi. Có giọng còi không anh? Đây này có giọng còi hùng nhá. Ok. Chu Văn Xuyên, Hải Trần. Ok, tăng được hai mấy cái bạn rồi, 21 22 rồi. Đó. Cảm ơn. Xin nói một ngàn lời cảm ơn đấy các bạn có thể ghim cái bài này lên tường các bạn để giúp cho cái thương hiệu chim của gái hay của thao chim của gái được lan tỏa hơn. Có con chim còi chuẩn nào không? Kim thì ít lắm, mình chỉ có còi mà chủ yếu là thổ pha và thổ đồng. Đó. Đây, đại khái là giống chim của mình nó xa xa như này. Đó. Bộ mã đấy, con này là được đánh dấu đó. Đấy, rất là ok, nó đều có tên tuổi cả chứ không phải ù vào. Mình nuôi đây mình thấy bạn Hùng Vũ có con còi đặc nào không em? Có con còi đặc anh ơi. Anh Hùng Vũ này rất là quen thuộc, cái avatar đeo quả kính đen này rất là quen thuộc. Ok. Đấy, mấy em này là bắt đầu ra thế nào. Hải Trần ok, có thể là những con nó chim của mình bán dành cho anh em chơi thì nó cũng vừa phải thôi. Con nào thường thường nó dao động từ 800, 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu đổ về. Hoặc là những con đặc biệt thì có thể là hơn. Nhưng mà xà xà anh em mới chơi lên 16 vạn quân rồi. Anh em là mới chơi có thể là biết được. Đó, hôm nay mình rỗi rãi vừa tắm cho chim vừa vệ sinh cái sân của mình quy về là để khoảng 50 con vào đây để cho nó gáy gù. Gáy gù thì thực ra để đây thì mình nhìn đây này. Con nào mà phân nó mà đẹp thì mình biết là sức khỏe nó tốt. Con nào phân nó xấu thì mình nhìn rửa sạch cái tay mình biết này. Con nào ăn ăn gọn thì nó không rơi vãi nữa. Con nào không ăn vẹt thì nó sẽ ok bạn Trường Sơn thì mình đã biết ngay đó. Đây những em này là những em này 1 triệu này. Anh em là mới chơi chơi những em này này. Cường vừng, cường gấp chuối, chân đỏ bắt đầu ngủ mái rồi đó. Về chơi luôn anh em nhé. Sao tụt xuống có 15 này, anh em đi ăn cơm hết thế nào thế? Bạn Tuấn Nguyễn, Dương Khánh, cô gái ok. Ok, những anh em nào có nick là chim hu là có cái từ cô gái là mình rất là thích, rất là quý trọng cũng cùng đam mê của mình. Đó, đây là em này là nó được khoảng 5 tháng rồi, là giống chim là mình bón từ nhỏ lên mà nuôi lại đi một thời gian, bây giờ bắt đầu ngủ mái mình chắc chắn để ở đây nó ngủ mái rồi mình kiểm tra này, trống rồi. Đó, đây lô này lô L1 đó, các bạn thấy không, lô L1 đó. Thì cái gì nó cũng phải có cái chắc chắn một chút, thông tin thông số nó phải chuẩn một chút thì mình mới bán tin cho các bạn, bán có thương hiệu được. Đó, em này cũng vậy thôi. Đây là những em này là những em cùng một lứa mình. Cái lô L1 này hiện giờ mình có khoảng 300 con thì mình cũng thấy thời tiết nó cũng bắt đầu nghe có vẻ cũng rét rét rồi, muốn là để bớt cho anh em tạm đỡ cho mình. Đó. Cái thực ra là nuôi trang trại nuôi quy mô thì cũng rất là nguy hiểm, nên các bạn không có những cái phòng bệnh có cái quy mô nó tốt thì nó sẽ nó rất là nguy hiểm. Con này giọng gì em? Anh Vua à? Đâu rồi? Con đây. Con này giọng cụ này. Em báo cho anh con này, anh chơi con này luôn này, anh nhỏ xuống đây. Con này anh chơi được luôn thì em để cho anh này. Con này cổ đẹp này. Đấy. Con này em để cho anh cũng hợp lý thôi. Con này đó, còn em đánh dấu cắt đuôi mà. Đấy.
con này thì nó thành phần đấu, ốp vào là nó sẽ đấu. Đấy, con này khủng, con này rẻ hơn. À, con này chưa nói tiền, con này tầm khoảng 2 triệu, con này thì tầm 1 triệu. Con này bắt đầu tơ non nhưng mà đã đợi, đấu lại con này bạn rồi. Đó. Quê Vũ Hà đi hướng. Ok. Thì ở đây thì nó có rất nhiều những cái cung bậc, thậm chí là mình bán cũng con chim trống bắt đầu gù cho các bạn mới mới tầm khoảng 800 là mình có thể bán cho các bạn được rồi. Bạn về các bạn chơi dành cho các bạn mới chơi mà. Đó, thì các bạn cố gắng là tìm hiểu và theo dõi kênh Chim Cú Ấy Hay của mình trên YouTube, trên Facebook và kể cả Chim Cú Ấy Hay.com trên website. Mình cũng đã đầu mạnh dạn đầu tư một trang website cho các bạn ghé thăm. Đó. Những cái dòng này thì các bạn thấy là dòng này mới live ra được, nó là dòng live những ưu điểm nó mắt đỏ cực khổ luôn và nó không biết sợ chim nào cả. Con này nhiệm vụ của mình là để nó test chim, con nào mà mình ốp con này vào là con này sẽ gù trước vì nó không hơi sợ. Em này cũng khá là thuần. Em này là đố các bạn biết con này là con mái con trống, đố các bạn biết, đố các bạn biết con này con mái con trống. Nếu các bạn nào nói nhanh là mình có thể là đoán được cái khả năng. Nhìn thấy là đố các bạn biết là đố non thì bao nhiêu tiền, đố non thì nó cũng dao động từ khoảng 600 trên dưới gì đó. Nếu như bạn lấy cái con ok bạn khuê vũ rất là nhanh, con này con mái chính xác, hoan hô bạn 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 khuê bạn khuê vũ bạn khuê vũ xứng đáng là một tay tay cơ một cung thủ đấy. Con này con mái nhìn mắt nó rất là hiền đó, nhìn cái cổ nó như là cổ cò đấy, nó đầu nhỏ đấy, đầu đầu đó. Nhìn nhìn cái bộ cườm nó và nhìn cái yếm của nó là nó có một cái nét gì đấy rất là nữ tính. Ok bạn thấy Nguyễn Thế Sơn đó. Đó, con này là con mái nhá, thông báo với các bạn là nhanh, nếu như các bạn nào có đáp án ở trong đầu mà chính xác thì chúc mừng các bạn, mà đáp án sai thì các bạn kiểm tra lại kiến thức về chim cu gáy của các bạn một chút, tất nhiên là cũng tương đối thôi. Ok con này rất là thuần này. Nó rỉa luôn đó, nó rỉa tay luôn đó. Đó, rất là thuần luôn. Bạn Khắc Hưng, bạn Dương Đào Bình, ok rất nhiều bạn. Tôi có một cái lời xin lỗi để tới tất cả các bạn mà gọi điện cho tôi không nghe được lúc nào trực tiếp, thì tôi mong các bạn gọi lại một thời gian nào đấy tôi sẽ cố gắng trả lời. Đó, còn tin nhắn thì chịu luôn, tin nhắn Zalo Messenger tôi trả lời đến đâu thì trả lời, bởi vì cái này là nó mình vừa phát triển vừa đam mê, mình không có chuyên nghiệp như những công ty bán những cái sản phẩm ghê gớm gì cả, mình không thể trả lời được các bạn ạ. Thuê thì làm gì có tiền mà thuê. Con bên cạnh vừa nói giá bao nhiêu đâu, con này à, con này thì hiện giờ thì nó cũng đúc được ít thôi, đúc được khoảng chục con, dưới trại thì có khoảng vài con, trên này thì 3 con thế này. Thì mình muốn nghiên cứu thêm chim mái à, hay ok trên là bị chim mái đó. Con này thì nó gù rất là khổ luôn, gù khổ mà nó không biết sợ chim đâu đó. Còn bạn nào muốn kiếm con mái về để ghép với một con trống thì nên kiếm một con như này, con này thuần đẻ rơi trứng rồi đó, độ thuần rất là cao. Đây chỉ ở đây thì ở đây một viên con thì ở đây về với chủ mới nhé. Đó đấy, bạn nào nhanh tay nhanh mắt con mái này, nhanh lên nhanh tay nhanh mắt, con này chỉ có 600 ngàn thôi, nuôi cả 5 người mới được con mái. Ok con này bao nhiêu, ok đó, con này à, con này 1,5 triệu này, con này độc lạ hiếm có khó tìm. Đó, con này thì tầm con này trông thế thôi nhưng mà nó lại là giọng nói đấy, giọng là thổ đấy, chẳng qua nó đang thay lông thôi, đang chút lông thôi. Đó, những cái loại này tầm 1 triệu. Đó, thì em này vậy thôi. Đó, không biết là các bạn nhìn thấy anh có con chim mồi cây nào không anh? Ok chim mồi cây có mồi cây luôn, có mồi cây luôn, con mồi cây có con mồi cây tầm 3 triệu đó, nên các bạn có thể là tham khảo. Nếu mà các bạn cần thiết video tôi sẽ gửi trực tiếp cho các bạn. Còn mồi thì thực ra mình cũng phải gửi cho anh em đi đánh để cho nó cũng không bị tụt mồi. Anh em yên tâm, mồi mà để ở nhà nó lẫn với bọn này nó cũng hơi bị ảnh hưởng. Đó, đấy. Gầm vừng này, đấy. Tất cả những cái này đều có mã số hết nhá. Nếu các bạn đừng nghĩ là nó lẫn vào nhau đâu. Con nào thuộc tính như nào, đấy đủ 4 tiếng, 5 tiếng, âm giọng như nào là mình nó bắt được hết. Đó, 2 năm quân rồi anh em ơi, tại sao hôm nay không lên đến năm 30 nhỉ?
lâu lắm rồi mình chỉ có đăng trên YouTube và Facebook thì mình không livestream. Lần này cố gắng livestream các bạn chia sẻ một nữa đi. Đó, tự nhiên lại có cuộc gọi. Yêu sao tiền gái chim cu, người đà bể nước, người xu của mập. Vườn chim cu gái miền Bắc, phố Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gái, mang ngỗng, phấn hồng, hầm dọc, bộ ngã, được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại. Đó, thì vừa rồi là có ai đó gọi thì mình cũng không thể nghe được, bởi vì mình đang live stream. Thì các bạn cố gắng là gọi lại đó. À, lúc nào đấy giờ này mình cũng các bạn từ con này Huỳnh Cường nhá. Ok, mình cũng có lẽ là mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái loại hình của loại hình ở phần này. Vườn chim cô gái miền Bắc, phố Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Xin kính chào quý khách. Con này thổ bầu rồi, con này thổ bầu nhá, yên tâm là được thổ bầu gù rồi đấy rồi. Đó, anh em nó thích cái loại khoang đầu này mà thổ bầu là chơi luôn. Lê Hoàng Thông, ok, 2425 thì anh em ơi cố gắng lên share cho mình một lần nữa, chia sẻ ghim lên tường một lần nữa để mình đạt được con doanh số 30 view, 30 quân, 30 anh em đồng minh, 30 những người thân, những người ủng hộ mình. Ok, này rất là đẹp, thế này không có chủ nhân đấy. Liên tục thấy chưa, mình rất nhiều cuộc gọi mà trong đó mình còn có hai cái sim sơ cưa, nếu như mình không nghe là nó sẽ chuyển tiếp sang một cái sim khác. Và vừa rồi mình có làm cái hợp đồng bên với bên nhà mạng Viettel, họ yêu cầu mình có bản đăng ký kinh doanh và mình đã nộp và mình đã có mã số của tổng đài chim cu gáy rồi đó. Vừa rồi mình hoàn thiện luôn cả trang website nữa. Nếu các bạn ok, bạn Minh Khoa này, đôi chim cu gáy non mới biết ăn thổ đồng con nhiêu vậy. Ok, nó khoảng nếu mà thổ xị một đôi của nó thì các bạn lên gọi điện thẳng cho mình, nó sẽ dao động khoảng một khoảng 600-700 gì đó. Có con thổ đồng non rất nhiều, chim non của mình rất nhiều các bạn nhé. Chim non nó, nếu mà để nó chim ra già chim bắt đầu lăm tăm lúng xuống, lăm tăm cườm lùng lốm cườm, có thể là lúc nào cũng nhà có khoảng tầm một vài trăm con. Đó, và chim mình nuôi dần lên, bán dần lên và nữa tiếp nó đẻ ra, kể cả trứng chim đấy thôi. Tầm này thì nó đẻ cũng hơi kém hơn, nhưng mà trứng chim mình để lại để cho nó ra con, mình bán trứng trả được bao nhiêu. Đó, các bạn thấy chưa, thì cái live stream này thì có lẽ là cũng sắp kết thúc tại đây, bởi vì bà xã đợi mình ăn cơm trong nhà rất là lâu rồi. Cảm ơn tất cả những cái bàn tay trắng khua trên cái vòng tròn xanh, cảm ơn những cái tim màu hồng. Nếu các bạn còn yêu thích chim cu gáy hay, các bạn có thể đăng ký kênh, comment và chia sẻ bài của mình, thương hiệu của mình đến tất cả mọi người. Mình rất ưu ái những các bạn nào đã khi mà mình giao lưu với mình một vài đơn hàng, tất nhiên nó sẽ có giảm giá cho các khách quen. Con này thổ gì em? Ok anh Hùng Vũ à, con này ở đây, con này thổ gì đây? Đây, con này thổ pha nhá, con này thổ pha anh nhá. Con này nguyên bản em để cho anh Hùng Vũ này nhá. Con này giới thiệu chi tiết luôn này. Con này ông bố của nó, mẹ của nó là dòng nai giữa chim Phú Thọ và chim Bắc Giang. Bộ quả rất là to. Đấy, bộ thuần cũng như thế này, cũng tương đối đấy. Nhưng mà con này thì ưu điểm của nó là nó gáy tròn đủ bố chiếm đây này. Anh nhìn đây này. Em ghi là khổ pha, ép là pha này. Số 4 là gáy đủ 4 này. Đấy, 2.0 là em quy định là bán là con này không dưới 2 triệu. Đó. Nên là nó đây là chim này, đang phát ra chim nó rúc vào trong chân luôn này. Các bạn thấy là thế giới chim, chợ chim và tất cả những gì nhà mình tài sản lớn nhất là những con chim chi của mình, không có gì hơn cả. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy là anh Hùng Vũ cố gắng là lưu ý con này nhá. Con này mình gắn nhá. Gắn nó là con clip số số 80 nhá. Clip trả thái là con số 80 rất là đẹp. Cố gắng là theo dõi là chim này, anh em nào chốt nhanh con như sao tiền gái chim cu 80 mình sẽ để lại cho. Đó. Em này cũng thôi. Em này cũng rất là to, rất là khuẩn. Xem nào, con này đi này. Ồ. Đấy, con này giọng còi pha nhá, con này giọng còi khá ok, con này hù đấu rất áp chiến luôn. Đó. Đấu đấu áp chiến luôn. Thì còn rất nhiều nữa các bạn nhé.
thì hy vọng rằng là cái livestream này đã đến giờ mình phải ăn cơm rồi, mà xã đã đợi rất nhiều rồi. Nó đang làm cách mạng trong bụng của mình nữa rồi. Đến giờ mình cũng phải ăn cơm để chiều mình còn chuyển chim cho anh em nữa. Chào Tuấn Bình. Hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh Chim Cú Gái Hay và liên hệ cho Thao với số điện thoại là 0163 530 9882, tới đây đổi số là 0335305982, hoặc là số thứ hai là 0098917792, địa chỉ là thuộc tổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Có 4 cái kênh trang mạng xã hội các bạn có thể quan tâm. Thứ nhất là kênh Chim Cú Gái Hay ở trên YouTube. Thứ hai là Chim Cú Gái Hay trên Facebook. Thứ ba là trên cái website chimcuguayhay.com. Và cái Zalo là đăng ký bằng số điện thoại 0163 530 9882.